nên phải chú ý, chứ không phải là nó phải là bắt buộc là nó phải gồm có hai phần, nó gồm một phần vẫn được với điều kiện nó là một cái ăn con cao phân tử hoặc một cái axit béo mạch dài, nó cũng thật, nó cũng được xếp vào lipid. Rồi trong cái báo cáo của Phương có một cái cũng nhầm là cái một cái là cái mi cái kilomiron, kilomiron là cái nó là nó lớn nhưng trọng lượng phân tử nó lại nhỏ, chứ không phải là cái high density là trọng lượng rồi, nghĩa là nó là chỉ kích cỡ lớn thôi nhưng nó nhẹ, nói chung nó lớn nhưng nó nhẹ, giống như bằng cái bạn tưởng nó là cái mong ống, nó to nhưng nó không nặng. Nên mình hồi nãy là Phương nói đúng là cái chỗ tỷ trọng, thì tỷ trọng nó sẽ từ khác lên nào đi tăng lên kilomiron, đi giảm dần tới kilomiron là đúng, nhưng không phải là trọng lượng phân tử. Trọng lượng phân tử là nó không đúng, đó là chính là tỷ trọng luôn. Nên là mình cái đó là cái kích cỡ, cái kích cỡ thì cái kilomiron á là nó to thôi chứ nó không phải là nặng nhất, là mình trong cái đó mình không có nhầm, mình đừng nhầm. Thì cái cách cái phân cái này chỉ là cái kiến thức thôi các bạn báo cáo, tuy nhiên cái like của mình báo cáo phần hôm nay á thì nó có vẻ các bạn thấy là nó chưa có được sắp xếp được một cách là hệ thống, nó làm cho mình cảm thấy rối cái dàn bài, nó không có được hệ thống. Có nghĩa là mình chia theo bằng một lipid thì nó có ba cách chia. Cái thứ nhất là chia theo cấu tạo là lipid đơn giản, lipid phức tạp hay là thuần hay là lipid phức tạp. Cái cách thứ hai là theo tính chất hóa học của nó, có nghĩa là este được, cái este là thủy phân được và không thủy phân được, có cái hai cái. Mà không cái thủy phân được có nghĩa là nó có liên kết este, cái nào có liên kết este mình đã học tính chất rồi đúng không, thì cái nào không có liên kết este là không thủy phân được. Còn cái chia thứ ba là theo vị trí, có nghĩa nằm ở đâu, nó dự trữ hay là nó nằm trong máu, thì nó cách mà cách thông thường á là người ta dễ chia nhất á là theo cái cấu tạo, có nghĩa là thuần với tạo. Thuần là chỉ có CHO, còn tạp là thêm những chất khác đơn giản nhất. Để bắt đầu mình chia cái dàn bài cho nó dễ nhìn khi mà mình trình bày á, thì trong những cái phần cũng vậy, trong một cái dàn bài lúc mà mình làm cái báo cáo, mình làm cái dàn ý nó trước rồi bắt đầu mình triển khai. Ví dụ như bây giờ mình chọn theo cách chia là có thể hai cách thông thường mà người ta chọn. Cái cách thứ nhất là theo cấu tạo. Cái cách thứ hai là theo tính chất hóa học, có nghĩa là thủy phân được và không thủy phân được. Còn cách thứ ba là theo vị trí thì thông thường nó không được thông dụng bằng. Bởi vì đôi khi nó dự trữ nhưng mà nó không, khi mà cần thì nó lưu chuyển ra ngoài nên nó sẽ làm rối, mình sẽ khó chia hơn. Thì thông thường mình chia theo hai cách đó. Thì khi mà mình chia theo cái cách cấu tạo đi thì mình chia thành lipid thuần gồm 3 phần. Thì ví dụ như 1, 2, 3 mình làm cái dàn trước trong bài báo cáo của mình á. Mình làm cái dàn trước 1, 2, 3, 1 là glycerid, 2 là stearid và 3 là stearid, stearid và stearid. Rồi tới lipid tạp. Thì trong lipid tạp nhóm mình chưa nhấn được cái lecithin á. Cái lecithin mình phải để cái cấu tạo nó gồm cái gì và cái cách mà có một cái mà mình thường mình phải phân tích vô, có nghĩa là nó sẽ liên quan tới cái lớp màng đôi của tế bào, cái lớp màng đôi của tế bào. Cô đọc cái hình nhé, cô đưa cái hình của, để mình, tại vì sau này mình sẽ học tới cái phần lipoprotein và đặc biệt cái đối với chuyên ngành xét nghiệm của mình á là nó vô cái lipoprotein hơi nhiều nên mình cảm thấy mình sẽ cần nó và mình sẽ xói sâu, trong khi cái lecithin mình không có được chú tâm lắm trong cái phần báo cáo của mình.
thì cái phospholipid hay còn gọi là phospholipid mà mình thường hay gặp á, thì nó là một cái lipid tạp, nó nằm ở màng tế bào, và tất cả những cái đó nó đều dẫn xuất từ cái acid L-phospholipid mà nãy cái công thức mà mình nói mình đã sai. Thì tùy vào cái gốc mà nó liên kết thì nó có những dạng là endothelin hay là cephalin hay là lecithin, và mình lại gặp thường xuyên là cái lecithin trong cái thành phần tế bào, nên mình đi sâu một chút. Thì đây là cái công thức của đầu mà nãy mình sai lên cái acid phosphatidic ha. Acid phosphatidic thì bắt đầu liên kết với 3 giờ nitơ. Quan trọng là cái gốc 3 giờ nitơ cuối cùng. Nãy có cái biết là nào. Cái 3 giờ nitơ này, hồi nãy cái 3 giờ nitơ này là thì tùy vào cái nhiều đó, thì nhiều loại cái 3 giờ nitơ này nó gắn vào chỗ vị trí đây, mà mình có hay hoặc là lecithin hoặc là cephalin rất là nhiều dưỡng sức, nhưng bao giờ nó cũng gồm những cái thành phần như thế này, nghĩa là glycerin nè, acid phosphatidic còn có một cái 3 giờ nitơ. 3 giờ nitơ thì trong cái bản thân của acid phosphatidic là nó, các bạn chú ý là nó cái nguồn gốc nó từ cái gì, cái này là gốc glycerol, ở trên hai cái này chính là axit béo và cái này là HNO3, là nó một axit phosphatidic, một cái axit phosphatidic xong nó nối với 3 giờ nitơ, nên chính vì những cái thành phần này mình nhìn vô mình sẽ thấy nó gồm có 4 thành phần, một là glycerol, hai là axit béo, ba là H3B4 và 3 giờ nitơ. Nó chỉ khác nhau cái 3 giờ nitơ này nó sẽ có, nên chính vì vậy nó gọi là dẫn xuất, tất cả những cái chất đó gọi là dẫn xuất. Thì nếu như bây giờ nó đây là cái axit, cái gốc của cái axit phosphatidic, nếu bây giờ nó gắn với một cái, nó gắn với endosol là một cái dạng argon dạng vòng thì nó lại được là endothelin, nhưng nếu nó gắn với cái mà mình gần ở đây là nó gắn với cái này là gì các bạn, choline, một cái choline, thì lúc đó nó sẽ trở thành lecithin. Và tại sao mà cô nói các bạn khi trình bày các bạn xói sâu vào cái này, bởi vì nó liên quan tới cái màng đôi của tế bào, cái cấu tạo lipid là nó sẽ liên quan tới màng đôi. Tại sao màng đôi của mình là một cái màng bán thấm, nó không phải thấm toàn bộ, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái lý do. Thì xong cái này, từ cái công thức này, như cô nói ở đây, cái gốc của mình phân từ cái glycerol trước, ba cái C của glycerol, H3B4, choline và cái đuôi này là cái axit béo. Cái đuôi cái axit béo này là một cái không tan, nó là rõ ràng không tan. Thì mình chiếu thẳng vào cái hình chiếu để mình biết tại sao mình còn có một cái đầu ưa nước mà không có đuôi kiện nước. Đây là cái triglyceride là đuôi kiện nước đúng không? Thì cái choline là cái ưa nước, nên khi nó vào cái màng đôi nó là thành cái tính lưỡng cực, một cái ưa nước và một cái kiện nước. Thì đây là cũng chính là cái bản thân của cái chất lipoprotein mà hồi nãy mà Phương trình bày, nghĩa là nó giấu vô trong và cái protein nó quay ra ngoài, thì nó là cái hạt mixen, và lớp màng đôi thì nó cũng cấu tạo như vậy. Cái lớp màng đôi nó xoay như thế này thì chính là những cái râu, cái đuôi axit, cái đuôi của triglyceride nó quay vô đây và cái choline ra ngoài, làm cho cái màng của mình, cái màng tế bào của mình là một cái màng bán thấm, nó có thể thấm vô tới đây và dạt, nó sẽ giảm dần tính thấm, tại vì cái này, cái lipid về bản thân nó là nói thẳng là không tan hoặc là khó tan, ít tan, tan một cách đáng không có đáng kể mà mình kể. Thì mình muốn khi mà nó muốn di chuyển mà trong máu của chúng ta, bắt buộc nó sẽ có một cái protein là từ đó di chuyển. Vì vậy nên nó sẽ khi mà nó di chuyển trong máu của mình, nó sẽ tồn tại với dạng là lipoprotein, là một cái dạng giống như container để mang tính chất là vận chuyển những cái lipid thôi. Thì ở đây nó sẽ tham gia vào, đây là cái lớp màng đôi. Vậy mình thấy cái, mình khi mà trong cái bài báo cáo mình á, thì nên đưa cái phần này vô để mình thấy được cái liên quan tới cái lipid này, lúc này gọi là lipid màng. Khi lúc đó mình nếu mà phân chia theo vị trí thì cái lipid ở đây nó hình thành ở đây gọi là lipid màng, thì nó có cái triglyceride nó phân chia như vậy. Còn cái single, cái single lipid nó cũng là cái thành phần cấu tạo, nhưng mà bây giờ nó có khác chút xíu, là lúc đầu á, cái ở trên á, là cái gốc
của nó là cái gốc acid phosphatidin, nhưng mà ở đây bắt đầu syntocin, thì cái syntocin bắt đầu nó cũng thế những cái vị trí vào trong trong cái phần này, thì nó trong cái vai trò này nó chỉ thế cái chuỗi, nó thế cái chuỗi vào, nó thành phần nó phức tạp hơn. Thì tương tự như vậy đối với cái glyco thì nó thêm một cái chuỗi hero, nó thêm một cái chuỗi phía sau, thì cái thành phần nó làm á, nó cái này là những cái vai trò nó thêm liên quan trong sự hình thành những cái học môn, những cái nó không có quan trọng bằng trong cái phần mà mình học đó, cái lơ sơ thêm để mình thấy cái lipid mạc, cái vị trí nó tại sao mà mình nói tới cái lớp hàng đôi nó như vậy. Rồi tới cái phần mà Phương trình bày á, là lipoprotein thì nó cũng khá đầy đủ rồi, nó chia thì chữ lipo đầu tiên là thường xuyên, nếu mà trong ngành xét nghiệm mình thì ai cũng thường xuyên là gặp hết nên thì nó cũng rất là dễ. Thì trong cái phần tới cái phần hấp thu cũng vậy, có một cái điều mà chúng ta lưu ý trong cái phần hấp thu thì các bạn, khi quá trình đối với lipid và lipid trong hai bài của mình, có một cái mà chúng ta lưu ý đối với lipid thì các bạn ở đây cũng biết hết, cho nên khi mà mình phải nhắc lại là lipid thì khi mà chúng ta ăn vào miệng chúng ta là bắt đầu xảy ra quá trình tiêu hóa hay gọi là thủy phân, là nó có men amila. Tuy nhiên đối với lipid thì hầu như là nó chỉ là một mang tính chất quá trình nghiền nát, hoàn toàn không có gì can thiệp. Tới tới dạ dày thì nó có một ít liba, nó thật sự nó cũng không có đáng kể. Tới tới đầu hành tá tràng, tới hành tá tràng thì cái ống mật nó sẽ thông từ cái túi mật, mà thường hàng ngày thì gan mình nó tạo ra một cái lượng muối mật khoảng 1 lít. Thì khi mà mình ăn vào, tùy thuộc vào cái lượng lipid mà của mình nhiều hay ít, thì nó sẽ đổ xuống cái ngay chỗ hành tá tràng, bắt đầu nó mới là nhũ tương lipid, nhũ tương hóa lipid xong, thì lúc đó xuống tới ruột non, đầu đoạn ruột non là tái hấp thu, bắt đầu mới xảy ra, bắt đầu liba từ tuyến tụy cũng đi ngang dạ dày của mình. Các bạn tưởng tượng ra cái cấu trúc cái cơ thể mình, thì cái lipa nó bắt đầu đổ vô và bắt đầu thủy phân hết cái thành phần lipid, thành nó bắt đầu thủy phân hết cái thành lipid, thì lúc đó cái muối mật của chúng ta nó sẽ tái hấp thu đi cùng với cái lipid luôn, nó tái hấp thu đi vào hết. Thì lúc đó là các bạn có một việc mình lưu ý là hồi nãy Phương có báo cáo, có nghĩa là khi muốn hấp thu từ cái ở ngoài cái lòng ruột mà đi vào cái tế bào ruột non, bắt buộc một điều gì, tất cả các thành phần ở cái dạng đơn phân tử, không là ví dụ như là lipid khi chúng ta ăn vào nó là một cái polysaccharide, tới khi nó vào tế bào bắt buộc nó tồn tại ở dạng glucose, nghĩa là đơn. Đó, tương tự như vậy ở axit béo, ở lipid cũng vậy, nó sẽ thủy phân trong thành phần thức ăn mình chủ yếu là triglyceride đúng không, thì khi vào nó sẽ bắt đầu thủy phân, làm sao nó cắt đứt glycerol axit béo, thì lúc đó nó trở thành đơn phân, nó mới đi vào, nó tái hấp thu, nó đi vào cái tế bào và bắt đầu đi qua một cái quá trình chuyển hóa, hay là chuyển hóa lipid hay chuyển hóa lipid. Thì đó là những cái điểm mà mình thấy nó đi từ ống ruột, và những cái mà ví dụ như bây giờ cái đường nó cắt mà nó còn cái dạng dextrin đi, dextrin là nửa phân nửa, những cái đơn nó chưa tới đơn phân mà nó lại đường đôi đường đa mà khoảng chừng 10-20, thì những cái đó là không được tái hấp thu, chỉ có những cái đơn mới là tái hấp thu. Nên đó là những cái điểm mà điểm nhấn để mình lưu ý trong cái quá trình để mình hiểu được sâu cái bài hơn. Rồi trong cái phần hóa học này, mình cái hóa học lipid mình có thắc mắc về cái gì không, lớp mình có cần hỏi thêm gì không? Đương nhiên là các bạn mà báo cáo thì các bạn cũng đã đọc nhiều tài liệu, đã qua hết rồi, nhưng mà các nhóm còn lại đôi khi chỉ chú tâm vào cái bài báo cáo của mình á mà không có hiểu, thì mình cứ trao đổi để mình sẽ hiểu bài sâu hơn. Nhũ tương hóa là nếu mà mình nhìn mình một cái thức ăn nhũ tương theo mình hiểu một cái phía ngoài thôi, giống như một cái là một cái nguyên chất và nó đổ những cái chất trong đó, nhũ tương nó mập giống như là một cái hình thức bột, và sau khi nhồi bột, nhũ tương là sau khi các bạn tưởng tượng nó là một cái dịch giống như mà sữa,
Sữa là một dạng dưỡng tương, sữa mà chúng ta uống á, nhưng mà đối với ở dạ dày của mình thì cái dịch mà sau khi dưỡng tương á, là nó sẽ sọt hơn. Và nó thì trong cái thành phần của mật này nó gồm có muối mật, axit mật, những cái ion trong đó nó có những cái muối luôn, nó muối natri kali. Muối natri là chính, muối kali là phụ. Thì trong đó nó có những cái sắc tố mật, muối mật, rồi kể cả cholesterol nữa. Mà cholesterol ở trong đây thì nó trong một cái quá trình á, mình học xong cái phần chuyển hóa lipid, chuyển hóa là lipid rồi, thì cái cholesterol nó là tiền thân để nó tổng hợp axit của mật. Nhưng cholesterol thì tổng hợp từ acetyl CoA, mà acetyl CoA là cái sản phẩm chuyển hóa trung gian giữa protein, protein nè, rồi lipid nè, rồi lipid, rồi glucid luôn. Thì trong quá trình mà mình học với nó chuyển hóa đó, là mình để ý có một cái đường, một cái sản phẩm trung gian chung giữa ba nhánh trong cơ thể mình, những cái chất glucid, lipid, protein là ba cơ chất quan trọng. Ngoài ra còn có cái gì, hormone, enzyme và vitamin, đó là những cái chất còn lại. Thì ba cái chất đó nó sau khi một nó quá trình nó chuyển hóa trong tế bào, nó tạo ra một cái sản phẩm trung gian chung, đó là acetyl CoA. Rồi acetyl CoA đó nó mới đi vào cái chu trình axit citric. Cũng từ acetyl CoA đó nó tổng hợp rất là nhiều chất, nó có thể tổng hợp ngược lên lipid, nó có thể tổng hợp ngược lên glucid, và kể cả nó tổng hợp cholesterol luôn. Vì vậy khi vô thức ăn mình là triglycerid, nhưng từ acetyl CoA thì nó lại tổng hợp lên cholesterol. Nên tại sao mà mình trong có những cái trường hợp mà mình ăn đường nhiều một thời gian mình mập, bởi vì đường nó sẽ chuyển thành acetyl CoA, từ acetyl CoA nó lại tổng hợp ngược lên lipid, nên làm cho cơ thể mình bị dư thừa mỡ, là do mình ăn ngọt nhiều nó cũng sẽ dẫn đến mập. Nên cái ngược lại thì nói về cái mật, cái rồi thì mình nói lại cái thành phần mà nhũ tương á, cái nhũ tương lá, cái muối mật á, trong thành phần muối mật á là nó gồm có cholesterol, nó gồm có muối, những cái ion natri kali, rồi sắt tố mật, nó qua giống như là nó nhào nát vậy, nó làm cho một cái dạng, từ cái dạng khi mình ăn vào mình nghiền nát xong cái dạng khô, mà nó chuyển sang dạng dịch á, dịch về cái dạng hơi sạch sạch, thì lúc đó thì lipid nó mới tấn công. Nó là nó khác so với cái glucid. Rồi nhóm mình báo cáo tiếp cái phần này, chuyển hóa thì phần chuyển hóa mới là thì cái nghề xét nghiệm mình nó cũng có những
người khác không, người khác qua làm không, sếp mình còn là dược sĩ rồi không, như thầy Tòng đó cũng là dược sĩ, thầy Tòng là dược sĩ, thầy Hổ ở Trường Vũ cũng là dược sĩ, có lúc thời gian đầu dược sĩ không làm mà dược sĩ được, còn là sếp không nữa. Qua sinh hóa thì Vũ là kỹ sư, thì Vũ thì nguyên tử là kỹ sư. Nó sửa máy, nó sửa máy sau này cứ biếu luôn, nó bán luôn cái người bây giờ ra. Quá trình xảy ra bắt đầu từ nhóm
carbon ở vị trí beta này, mỗi lần quá trình phản ứng xảy ra sẽ cắt một mẫu thành hai carbon dưới dạng acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme sẽ trải qua bốn phản ứng hóa học lặp lại nhiều lần cho đến khi tạo thành acetyl coenzyme để đi vào chu trình rét. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy bốn quá trình đó là gì? Thứ nhất đó là khử hydro lần một, sau đó lại là hợp nước và khử hydro lần hai, rồi cuối cùng là phân cắt để tạo thành acetyl coenzyme. Ở đây giảm thì mỗi lần như vậy thì sẽ giảm đi hai carbon sau một phản ứng và sản phẩm thu được là acetyl coenzyme. Đây là nó chi tiết rõ hơn. Thì trong đầu tiên là đây là một cái axit béo, sau đó là nó sẽ giải phân, nó sẽ cung cấp cho cái hợp chất cái năng FAD, FADH cộng, đó là khử hydro lần một, sau đó là hợp nước. Hợp nước này thì nó sẽ dùng nhờ enzyme enolhydrase. Và thứ hai là khử hydro lần hai cũng cung cấp cho cái hợp chất cái năng nâng cao hợp chất này. Và tiếp tục là nhờ enzyme thiolase này để tạo ra những cái phần nhỏ hơn, và cuối cùng là tạo ra acetyl coenzyme. Đây là bốn quá trình chính của cái quá trình beta oxy hóa. Ví dụ hồi nãy là mình đang nói là một cái tổng thể là một cái axit béo tổng thể, và bây giờ mình sẽ thí dụ cho một cái axit béo butyric. Ở đây nó có số carbon là 4 carbon thì mình sẽ xảy ra ở vị trí này 1, 2, 3, 4 thì đó, thì mình sẽ xảy ra vị trí này. Thì tiếp tục thì sau khi mà mình trải qua bốn cái giai đoạn như hồi nãy mình có trình bày, đó là đầu tiên là thử nước, thử hydro, sau đó hợp nước thì thử hydro lần hai, rồi quá trình phân cắt thì sau đó thì nó sẽ tạo ra được là trong một cái đây là cái vòng beta oxy hóa sẽ tạo ra được 5 ATP một vòng, và số acetyl coenzyme là 2. Năng lực thì mình tính ra trừ đi 2 ATP hoạt hóa thì tổng ATP là 29, thì cuối cùng nó tạo ra butyrin acetyl coenzyme. Xin lỗi, cái này để mình chọn, mình giải thích chưa kỹ các bạn lắm, tại như lắm bạn trình bày không có rõ điểm này, chưa cho lên cái slide cho mình. Đúng rồi, cái tại vì nếu mà mình không rõ một cái dòng sóng á, một hồi là thì đó là những cái dài sao á là mình sẽ không hiểu luôn. Nhưng mà cái phần mà chủ xác của cái khúc này là khúc hay nhất này. Thì các bạn biết là một cái axit béo của mình là một mạch carbon nó dài, đúng không? Mà dài ở đây bằng hàng đầu tiên bằng hàng nói là cái mạch carbon đó là số carbon nó chẵn đó. Thì cái quan trọng các bạn nhớ chữ chẵn ở đây là như vậy, thì mình mỗi lần cắt như vậy một cái acetyl của A nó có hai cái carbon như vậy, mỗi lần cắt như vậy thì cuối cùng thì mình được ra một cái phân tử cuối cùng á, tức là 4 carbon, tức là cái bu đây. Sau khi cắt thử các lần lượt các acid, cứ mỗi lần cắt bỏ hai carbon, cắt bỏ hai carbon và như vậy sản phẩm cuối cùng, một cái dòng cuối cùng như vậy á, thì nó có cái 4 carbon, thì như vậy 4 carbon này nó mới cắt lần nữa mới được hai cái acetyl CoA này đó, thì nó cho biết rồi. Sẵn là sẵn bạn giải thích luôn, nếu như nó lẻ thì sao? Thì nó nếu đó, mình đặt luôn không để bạn thì giải thích luôn để cho, tại vì mình đang nói cái chẵn thì mình đang nói cái lẻ, chắc chắn số cuối cùng là nó sẽ có cái ba đúng không? Dạ. Thì nó ra cái robin. Đây. Có không? Dạ, đúng rồi. À, thì nó sẽ ra cái như vậy, nó sẽ là một cái acetyl CoA và một cái acid béo nghĩa là ba carbon. Rồi cái robin này nó sẽ chuyển hóa cuối cùng là nó ra cái chất mà mình rất là quen là acetyl CoA, và acetyl CoA nó lại nằm trong cái chu trình rét, là nó đi vào chu trình rét. Acetyl CoA cũng đi vào chu trình rét, còn succinyl này cũng đi vào chu trình rét. Chính vì vậy bạn này đang nói là chẵn thì mình nghĩ liền cái lẻ, thì cái lẻ cắt tới cuối cùng không thể có một cái phân tử nào có một carbon, nên cái cuối cùng phải là ba carbon, phải ba carbon. Thì ba carbon đó chính là ban đầu nó là cái robinol, sau cuối cùng nó chuyển là succinyl. Thì cái succinyl này cũng đi vào cái chu trình rét giống như kia, thì mình đang nói mình liên tưởng tới luôn. Rồi mình nói tới đúng rồi, các bạn giải thích như vậy là rất là rõ ràng. Để cho nhớ mình hiểu cái vòng lai lần mỗi lần nó xoay nó sắm cái vòng lai lần. Nói chung trong cái phần chuyển hóa này mình chỉ cái chuyển hóa lipid là nó chính là chuyển hóa cả
mình nói tới cái phần này là cái phần nói sâu nhất, là mình sẽ hiểu hết những phần còn lại, đơn giản vậy. Rồi bạn có thắc mắc? Dạ, cô thì hồi nãy cô chủ anh Tính đã nói phần cái phần synonym thì em không nói nữa. Chúng tôi đi qua luôn cái phần này. Thì lúc nãy mình cũng xem qua thì cái quá trình ý nghĩa của cái quá trình beta oxy hóa này, mục đích của nó là nó tạo năng lượng. Thì cái mình đem mình tính theo công thức mình tính đây coi tổng số năng lượng mình tạo ra và oxy hóa thành vào một cái sức béo, nếu có như hai nào carbon thì nó sẽ tổng hợp theo cái công thức tính này rồi, và công thức cuối cùng là như vậy để cho mình biết rằng nếu như một axit béo với số lượng carbon như vậy thì mình sẽ tạo ra được bao nhiêu ATP. Thì mình chụp vào cái công thức này, đó gọi là cái slide của trình bày như vậy, và nó là cung cấp cái sản phẩm trung gian quan trọng, đó là acetin cysteine, thì mọi người đều biết, và nó sẽ đi vào chương trình rác để tạo năng lượng. Rồi thì lúc nãy thì cô cũng nói luôn là cái phần carbon lẻ thì là nó sẽ tạo ra cái sản phẩm propionin cysteine, thì cái này nó là ba carbon nó tạo ra cysteine, nó không trực tiếp tạo thành acetin cysteine, thì nó sẽ thêm một cái quá trình nữa, đó là quá trình đồng phân hóa để tạo ra cái này, và cái này thì tiếp tục phản ứng với lại là tham gia vào cái quá trình rác. Đây là cái quá trình về vấn đề mà propionin tạo ra thành succinin. Đây, nó nhờ cái enzyme propionin carboxyla và biotin rồi thêm vào cái hệ năng lượng này. Đối với lại axit béo không bão hòa thì sao? Ví dụ như không bão hòa tức là nó có nối đôi, thì ví dụ như là oleic acid bimethylic thì nó cái quá trình nó cũng giống như là axit béo bão hòa. Tuy nhiên axit béo không bão hòa thì trong tự nhiên nó lại thuộc loại axit, mà còn biến chất đôi của quá trình oxy hóa axit béo bão hòa thì được là dạng trăng. Như vậy chúng ta phải cần có sự chuyển đổi từ cis sang trăng. Đó là cái đặc điểm. Như vậy thì như khi đó khi chuyển đổi từ cis sang trăng thì chúng ta sẽ cần enzyme. Như vậy thì ở đây nó lại xuất hiện thêm một cái dạng enzyme mới. Rồi số ATP tạo ra do là gì? Do là nó có cái phần chuyển đổi này, nó mất đi hai carbon từ cis, do là nó không bão hòa, nó có cặp nối đôi. Chính vì vậy nó số ATP tạo ra nó lại nhỏ hơn axit béo bão hòa. Đó là một cái điểm quan trọng của cái phần axit béo không bão hòa. Thì đây chúng ta sẽ xem một cái ví dụ. Ở đây giả sử như đây là một cái axit béo không bão hòa trong tự nhiên thì nó dạng cis, chúng ta sẽ phải chuyển đổi để nó thành dạng trăng. Nó sẽ qua một quá trình để chuyển nó thành dạng trăng. Dạng trăng xong rồi thì sau đó tham gia y chang cái bước là beta oxy hóa lúc đầu, sau đó nó mới tạo ra cái phần acetin cysteine. Thì lúc đầu ở đây là nó có 18 carbon, thì sau nó chỉ tạo được 6 acetin cysteine thôi. Hay là có nhiều liên kết đôi thì mọi người thấy rồi đó, nó đang ở dạng cis, sau đó mới chuyển đến dạng trăng. Rồi tại sao lại có cái gì cetone? cái bài đầu tiên mình nói có cái sự thoái hóa cetone nữa. Ở đây chúng ta đều biết rằng là cái quá trình tạo acetin cysteine này diễn ra trong gan. Thì khi một phần acetin cysteine này nó tạo ra để cho gan hoạt động, còn các cơ quan khác như các mô khác thì thông thường là mình lấy năng lượng từ glucid, protein vân vân. Còn đây là trong gan. Thì khi ở trong gan á, mọi người thấy là cái quá trình beta oxy hóa tạo ra rất nhiều acetin cysteine. Thì khi tạo ra như vậy thì trong gan nó lại xảy ra hai cái acetin cysteine này nó lại tác dụng với nhau để tạo ra cetone. Thì các thể cetone là có như thế này, các thể cetone thường gặp ở trong cơ thể, ở gan á, là mình phải dạng này ha. Thì tại sao lại sự đây mình sẽ xem rõ hơn sự hình thành các thể cetone từ acetin cysteine. Nó tổng hợp từ tinh thể của tế bào gan vào máu và mô và tái tạo thành acetin cysteine và chu trình cis, nghĩa là nếu như khi nó cần thì nó sẽ acetin cysteine tạo ra cetone, sau đó nó đi vào các cơ quan nó lại tiếp tục lại tạo ra acetin cysteine lại nữa. Tuy nhiên là acetin nếu thể cetone nhiều quá nó sẽ làm cho cái quá trình pH trong máu nó sẽ thay đổi và
trường hợp thì nó sẽ những người bệnh nhân đái tháo đường hay là gì đó thì nó sẽ gây ra hô mê nếu tăng nhiều quá đó, thì chúng ta sẽ giải thích rằng nếu đái tháo đường thì nó sẽ có sự huy động mỡ, huy động mỡ mình tạo năng lượng nhiều quá, tạo ra acetylcholine nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến sự tăng testosterone, thì testosterone tổng hợp thì lớn hơn khả năng sử dụng thì nó sẽ tăng vào máu. Nếu như nó không vượt, nó không được bài tiết qua nước tiểu, mọi lần thì mình sẽ thấy nó sẽ được bài tiết qua nước tiểu, nhưng nó tăng nhiều quá nó không được, nó không có vượt vượt qua được, nó không bài tiết qua nước tiểu được thì nó sẽ gây ra hôn mê do tăng lượng axit máu. Rồi nãy giờ thì chúng ta đang nói về vấn đề là chuyển hóa axit béo, bây giờ để tổng hợp axit béo lại thì như thế nào, thì bây giờ mình sẽ xem tới vấn đề là sinh tổng hợp axit béo thì nó có thể là từ nguồn nguyên liệu là lipid hoặc không lipid. Có ba quá trình tổng hợp axit béo thì xảy ra là ở bào tương, ở tinh thể và microsome. Đầu tiên là ở bào tương, bào tương thì sẽ xảy ra theo 6 cái quá trình này, đó là cặn oxy hóa, rồi vận chuyển, ngưng tụ, khử ceto loại nước, rồi khử lần hai, nghĩa là theo một cái chu trình nó hơi phức tạp như thế này. Ở tinh thể hồi nãy là mình đã thấy là ở bào tương, còn tiếp theo thì đây là ở tinh thể. Thì ở tinh thể thì đối với những carbon nhỏ hơn 16 carbon, axit béo nhỏ hơn 16, số carbon nhỏ 16 thì từ bào tương vào tinh thể dễ dàng, còn nối dài axit béo bằng acetylcholine thì kết quả nếu như đối với những nó lớn hơn 16 carbon thì nó hơi khó, thì mình có nói là sử dụng cái hệ thống cặp nitrin này, từ phải sử dụng cái bàn này để cái hệ thống này để mà vận chuyển. Đây là quá trình tổng hợp axit béo trong tinh thể. Còn trong microsome, tổng hợp axit béo trong microsome thì đây là một cái quá trình chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh. Thì đến thời điểm này thì mình tham khảo các tài liệu thì họ nói như vậy. Còn cái nguyên liệu chủ yếu là myelin coenzyme A, là quá trình kéo dài axit béo đã được tổng hợp trong bào tương thành axit béo có bạch carbon dài hơn. Sinh tổng hợp axit béo không bão hòa, nãy giờ là mình nói là vấn đề bão hòa, còn bây giờ là axit béo không bão hòa thì không bão hòa được tổng hợp, được sinh tổng hợp từ các axit béo bão hòa tương ứng dưới dạng acid coenzyme A, nên nó xảy ra trong cái lưới nội bào. Điều hòa sinh tổng hợp axit béo thì ở đây cái vấn đề này nó ảnh hưởng của tình trạng dinh dưỡng. Ví dụ như nếu ăn quá nhiều cái glucid này thì ăn quá nhiều lipid chắc là ghi lộn, thì quá trình chuyển hóa sẽ tạo ra nhiều cái này. Hồi nãy mình có xem cái quá trình beta oxy hóa và đó hai tố này tham gia ở sinh tổng hợp axit béo. Ngược lại nếu nhịn đói hay ăn nhiều mỡ, bệnh lý đái tháo đường sẽ ức chế sinh tổng hợp và gây ra những cái bệnh khác và ảnh hưởng của hormone, như là ảnh hưởng của tình trạng dinh dưỡng và ảnh hưởng của hormone, nó là điều hòa quá trình sinh tổng hợp axit béo. Tiếp theo mình sẽ bước qua cái phần chuyển hóa triglycerides. Thì lúc nãy mình có nói về vấn đề lipid, thì quá trình chuyển hóa lipid thực chất là các quá trình thủy phân, tức là các liên kết để tạo ra glycerol và axit béo. Thì triglycerides cũng là một loại lipid, nó cũng là phải thủy phân triglycerides để tạo ra cuối cùng là một cái glycerol và ba axit béo này. Thì như hồi nãy chúng ta đã đi vào cái vấn đề chuyển hóa axit béo thì mình đã biết được như vậy thực chất thoái hóa triglycerides thì cũng là vấn đề là chuyển hóa thoái hóa cái axit béo này. Sơ đồ còn tổng hợp triglycerides thì mình sẽ tổng hợp từ glycerol nhờ năng lượng và bắt đầu mình sẽ tạo ra các glycerol phốt pho và axit phosphatidic rồi vân vân và để tạo thành triglycerides. Chuyển hóa cholesterol, cholesterol thì nãy mình thấy nó là cholesteric, là một cái loại lipid tạp, thì thành phần nó là cấu trúc màng tế bào, nó là tiền chất hormone sinh dục của thực vật. Cholesterol được hấp thu cùng với các lipid khác ở dạng là chimerol. Thì chúng ta biết rằng là cholesterol thì mình cũng có thể được tổng hợp ở nội sinh và ngoại sinh. Ngoại sinh thì từ thức ăn rồi, thì nội sinh thì ở trong gan mình tổng hợp. Thì cholesterol thì
thì di chuyển trong máu với dạng kết hợp với lipoprotein. Khoảng 50% cholesterol được bài xuất ra phân với dạng axit mỡ, còn còn lại thì là thải với dạng là sterol trung tính. Thì quá trình tổng hợp cholesterol này là một chất cholesterol nội sinh thì như thế nào, thì ở đây là nó xảy ra chủ yếu ở gan, ruột, ngoài ra còn được tổng hợp ở da, đường thận, tinh hoàn, buồng trứng, hạch thần kinh. Cơ chất đó là acetylcholine A, acetylcholine A nó cũng sẽ ra ra bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nó là tạo ra cái nghĩa là quá trình acetylcholine cộng với acetylcholine tạo ra beta amyloid. Giai đoạn thứ ba là tạo ra acid mevalonic. Giai đoạn thứ ba là squalene và cuối cùng là tạo ra cholesterol. Đây là một cái nó rõ hơn về cái ba giai đoạn đó, bốn giai đoạn đó. Hoạt hóa cholesterol thì hoạt hóa ở đây là con đường thứ nhất là xảy ra chủ yếu tại ở gan ruột để tạo ra cholesterol este. Con đường thứ hai là xảy ra trong huyết tương dưới sự xúc tác của lecap và tạo ra cholesterol este luôn. Cảm ứng este hóa cholesterol mục đích là đưa cholesterol ra khỏi lipid. Cholesterol di chuyển trong máu với dạng là lipoprotein. Nên mình nhắc lại cholesterol để tạo thành cholesterol este. Thì bên đây là huyết tương thì nhờ lecithin cholesterol transferase. Cái này là cái enzyme để mà chuyển cholesterol này tự do thành cholesterol este. Cholesterol thì chủ yếu được phân giải tạo ra axit mỡ, muối mỡ cần thiết cho sự tiêu hóa và hấp thu lipid. Nó là tiền chất để tổng hợp các hormone, steroid, vitamin D tham gia cấu tạo lipoprotein. Ở đây mình sẽ nói rõ là ở chỗ là nó là tiền chất. Thì khi cholesterol nó sẽ tạo ra 7 đệm nhược điện hydrocholesterol và dưới cái tia tử ngoại thì nó sẽ tạo ra cái vitamin D3 là cholecalciferol. Thì ở đây chúng ta thấy đó là đối với những đứa trẻ thì nó khi nó có hấp thu lipid nhưng mà để mà nó có cái vitamin D3 thì nó buộc là nó phải được phơi nắng. Là như vậy tại sao lại có cái sự phơi nắng ở chỗ này, đó là có quá trình xúc tác ở đây. Cholesterol nó cũng là tiền chất để tạo ra là resveratrol, progesterone, thì đó là những cái nội tiết steroid, hormone sinh dục nữ, hormone sinh dục nam, corticoid. Thank you.
Thì đầu tiên em nói đại cương về cái chuyển hóa glucid. Thì chuyển hóa glucid là một cái quá trình xảy ra tương đối là nhiều trong cơ thể. Thì nó sẽ cung cấp cái năng lượng cho tế bào hoạt động. Cái này là cung cấp phần lớn năng lượng cho tế bào luôn. Ngoài ra thì cái quá trình chuyển hóa glucid này nó cũng sẽ cung cấp một số cái sản phẩm trung gian chuyển hóa, có thể là liên quan tới các cái chuyển hóa lipid, chuyển hóa protein. Nó liên quan chặt chẽ với sự chuyển hóa của các cái lipid acid amin, acid nucleic. Về các cái dạng dự dạng của glucid thì có ba dạng chính. Dạng đầu tiên đó là dạng dự trữ glycogen, thì thường là tập trung ở gan và cơ. Dạng glycogen tập trung ở gan thì nó sẽ cung cấp cái năng lượng cung cấp cho nhu cầu cho toàn bộ cơ thể. Còn glycogen ở cơ thì chủ yếu chỉ tập trung cái nguồn cho cơ hoạt động. Về cái dạng vận chuyển thì có glucose tự do thì có thể là trong máu hoặc là trong dịch cơ thể. Ngoài ra thì còn một số tham gia vào cấu tạo tổ chức của cơ thể, ví dụ như là ribo thì có thể tham gia vào cái tạo vào cái cấu tạo của acid nucleic hoặc là nucleotide. Về cái nguồn glucid thì cũng có hai nguồn, một là ngoại sinh, hai là nội sinh. Thì cái nguồn ngoại sinh thì chủ yếu là từ thức ăn, thì có thể là từ thực vật, ví dụ như từ tinh bột là chiếm phần lớn. Ngoài ra thì còn có saccharose từ đường mía, hoặc là manto từ mạch nha, gluco từ nho, fructo từ trái cây. Nguồn từ động vật thì có thể là ở dạng glycogen nằm ở trong gan và cơ của các cái động vật, hoặc là lacto thì từ sữa. Nguồn glucid nội sinh thì phần lớn chủ yếu là glycogen dạng dự trữ gluco nằm ở trong gan. Ngoài ra thì axit amin hoặc là glycerol trong lipid thì cũng có thể là một cái nguồn để tạo ra chuyển hóa thành glucid. Quá trình tiêu hóa glucid thì thực chất ở đây là cái quá trình mà thủy phân các cái polysaccharide hoặc là oligosaccharide tạo thành các monosaccharide nhờ các cái enzyme thủy phân. Enzyme thủy phân ở đây thì gồm có hai loại, đầu tiên là alpha endoglycoside, ví dụ như alpha amina hoặc oligosaccharide. Alpha amina thì là một cái enzyme có nhiều ở tuyến nước bọt và tuyến tụy, thì chủ yếu là thủy phân amylo và aminopectin ở trong tinh bột. Ngoài ra thì còn có các disaccharide, ví dụ như manta thì sẽ tham gia vào thủy phân manto, lacta thủy phân lacto, saccharide thủy phân saccharose. Quá trình tiêu hóa glucid thì thường bắt đầu từ miệng, tức là từ khi mà chúng ta đưa cái nguồn glucid vào thì sẽ có cái amina trong tuyến bọt bắt đầu là đã thực hiện cái quá trình thủy phân glucid. Tuy nhiên thì cái quá trình này xảy ra chủ yếu vẫn ở ruột non, đặc biệt là ở tá tràng ở phần trên của tá tràng. Sản phẩm tiêu hóa cuối cùng của glucid là các monosaccharide, đó là gluco, fructo, galacto và pento. Tại niêm mạc ruột non thì các monosaccharide này thì mới được hấp thu và chủ yếu ở phần trên của tá tràng, sau đó thì giảm dần. Các gluco và galacto thì sẽ được vận chuyển tích cực vào tế bào niêm mạc ruột. Thì cái vận chuyển tích cực thì ở đây cũng cần có năng lượng. Còn khi mà nó vận chuyển vào cái tĩnh mạch cửa thì nó sẽ vận chuyển theo dạng là phân tán tinh phần. Gluco và galacto thì sẽ được hấp thu nhanh hơn là fructo và bento. Đây là một cái sơ đồ tổng quát về chuyển hóa glucid. Thì ở trong ruột non hay là ở trong